Sự việc hiện đang được nhiều khán giả hâm mộ cặp đôi Hương Giang và Đình Tú quan tâm. Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng, nhiều người đồn đoán cặp đôi rạn nứt tình cảm, ít tương tác với nhau so với trước kia. Trong khi đó, Đình Tú đóng phim Thương Ngày Nắng về cùng chị đẹp Phan Thanh Huyền, hai người thường xuyên có những cảnh ngọt ngào trên màn ảnh và nhiều bức ảnh tình tứ ngoài đời, từ đó nghi vấn Đình Tú Hương Giang trục trặc. Sau một ngày thông báo chia tay, mới đây, diễn viên Hương Giang đã có động thái mới khiến dân tình chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên khoe bức ảnh tươi tắn kèm dòng trạng thái, cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp khi chúng ta có niềm tin. Chiếc vòng ngọc bội này theo mình gần 2 năm rồi. May mắn rất nhiều, lúc nào có chuyện buồn gì đeo em nó ngắm nghía ngọc là thấy tâm an hẳn. Ngay sau khi chia sẻ, dưới bài viết nhiều cư dân mạng đã bình luận động viên đến người đẹp. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.